Hướng dẫn sử dụng template, chọn một hay nhiều nội dung đúng có hình ảnh. Trên EduLine, template chọn một hay nhiều nội dung đúng có hình ảnh là một nội dung mẫu về tương tác lựa chọn. Bạn hãy đọc kỹ câu hỏi và dựa vào hình ảnh, rồi chọn một hoặc nhiều đáp án đúng, rồi ấn kiểm tra. Nếu đúng sẽ hiện nền xanh, còn nền đỏ là đáp án sai. Với template này, bạn có thể tạo hoạt động ôn tập kiến thức, lựa chọn một hoặc nhiều đáp án và sử dụng được trong nhiều môn học. Để chỉnh sửa nội dung, thay đổi câu hỏi và đáp án, bạn thực hiện như sau. Trước hết, từ giao diện chính, chọn vào nút thêm slide ở góc dưới bên phải. Sau đó bạn nhập nội dung tìm kiếm là chọn một hay nhiều nội dung đúng có hình ảnh. Bạn chọn vào template đó. Tiếp tục bạn chọn nút thiết lập góc dưới bên phải. Sau đó sẽ hiện ra bảng thiết lập, bạn sẽ thay và chỉnh sửa nội dung ở bảng này. Trong bảng thiết lập này, đầu tiên là chỉnh sửa tiêu đề và đề bài. Xóa nội dung mẫu đi và nhập nội dung mới theo ý muốn. Ví dụ mình có câu hỏi là trong hình dưới đây có những màu sắc gì? Tiếp tục bạn thay hình ảnh minh họa cho câu hỏi. Tiếp theo là danh sách các đáp án, bạn thêm các đáp án ở cột 1. Rồi bạn tích vào các đáp án đúng ở cột 2. Sau đó, bạn có thể thay đổi ảnh nền, logo từ máy tính hoặc ảnh mẫu của EduLine. Cuối cùng, bạn đã chỉnh sửa xong thì bạn hãy chọn nút áp dụng. Chúng ta cùng xem thử. Bạn hãy đọc kỹ câu hỏi và dựa vào hình ảnh, rồi chọn một hoặc nhiều đáp án đúng. Việc sử dụng template sẽ giúp mất ít thời gian soạn giảng mà vẫn có những nội dung chất lượng. Hãy chuyển các ý tưởng của bạn thành bài giảng hấp dẫn trên EduLine. Chúc bạn thao tác thành công! EduLine.